Chiếc crossover mới toanh, mang tên CX-30, hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo thị trường xe hơi toàn cầu trong thời gian tới. Theo đó, CX-30 là một mẫu xe cao cấp và được sinh ra để lấp đầy khoảng trống giữa CX-3 và CX-5 trong dòng sản phẩm crossover SUV của hãng xe Nhật. Theo đánh giá ban đầu, Mazda CX-30 sở hữu ngoại hình đơn giản và tinh tế hơn so với các người anh em CX của mình. Mẫu xe này áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo để cao sự tối giản, nhưng cũng không kém phần thanh lịch và ấn tượng, mang đậm hơi thở của thời đại mới. CX-30 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm Skyactiv Vehicle Architecture của Mazda, tương tự với mẫu Mazda 3 thế hệ mới, với chiều dài 173 inch, 4.395 mm, rộng 71 inch, 1.803 mm. Và chiều dài cơ sở 105 inch, 2667 mm, CX-30 dài hơn và rộng hơn đáng kể so với CX-3. Mặc dù nhà sản xuất không tiết lộ trọng lượng của xe, nhưng theo phán đoán, CX-30 sẽ nặng khoảng 1.339 kg. Về truyền động, Mazda CX-30 được trang bị cả tùy chọn động cơ xăng và dầu diesel, đáp ứng tiêu chuẩn ESO 6D TEM kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Hoặc hộp số tự động 6 cấp, trong đó các bản máy xăng sẽ đi kèm với hệ thống 2 vít hạng nhẹ M2 vít của Mazda nhằm cải thiện hiệu suất của xe. Công nghệ này bao gồm một động cơ đốt trong ICE, motor điện và pin lithium-ion 24V. Hiện, công suất của Mazda CX-30 vẫn chưa được công bố, nhưng dự đoán mẫu xe này sẽ có công suất khoảng 178 mã lực. Và mô men xoắn 222 nanomet. Sức mạnh từ động cơ đốt trong được truyền tới cả 4 bánh thông qua hệ thống eActive AVKD của hãng, tích hợp tính năng kiểm soát lực kéo GVCTO Ring Control Plus, giúp vào cua và đi đường thẳng ổn định hơn, đồng thời kiểm soát sự phân chia mô men xoắn giữa bánh trước và sau. Ngoài ra, Mazda khẳng định hệ thống này sẽ giúp tăng độ bám đường trong mọi điều kiện địa hình, mà không ảnh hưởng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu của CX-30. Hiện tại, giá của Mazda CX-30 chưa công bố. Xe trình làng tại triển lãm ô tô Geneva 2019, sự kiện diễn ra tại Thụy Sĩ, từ ngày 7 đến 17 tháng 3, kiểu làm xe lỡ, cỡ giữa B và C như thế này giống cách Mitsubishi từng áp dụng cho chiếc Outlander Sport thế hệ trước hay Hyundai Creta tại thị trường châu Á.